Phim bóng đá 24 giờ ngày 25 tháng 8. Cựu danh thủ MU khẳng định Messi sẽ không cư xử như Ronaldo. Cựu danh thủ Ponin mới đây đã lên tiếng chỉ trích Ronaldo bởi ông cho rằng những hành động của anh khiến các cầu thủ Manchester United bị sao nhãng. Ông cũng nhấn mạnh các đồng đội cũ của mình ở MU đều sẽ không đồng tình với cách cư xử như vậy của CR7. In chia sẻ, Ronaldo cần phải rời Manchester United. Nếu cậu ấy còn ở trong phòng thay đồ của MU còn chơi với những Roy Keane và Steve Brooke, chúng tôi sẽ không nhượng bộ và cậu ấy sẽ không thoát được với cách cư xử như vậy. Bỏ Ronaldo ra khỏi đội hình trước Liverpool là điều rất quan trọng, bởi vì nó cho mọi người thấy rằng chúng ta có thể sống mà không cần Ronaldo. Cậu ấy là một sự sao nhãng với tất cả mọi người ở MU. Bạn sẽ không thấy Lionel Messi cư xử như vậy. Ronaldo đã yêu cầu được rời khỏi MU vào đầu mùa hè này. Theo nhà báo James Ducker của Telegraph, dù kỳ chuyển nhượng chuẩn bị khép lại, CR7 vẫn giữ nguyên ý định rời khỏi MU để đến một đội bóng có quyền tham dự Champions League. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.